Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là những trang vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với mặt trận quân sự chính trị, mặt trận ngoại giao đã có những đóng góp không nhỏ, hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ và giải quyết vấn đề ta thắng, địch thua. Trong mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân ta kháng chiến, Liên Xô, Trung Quốc đóng vai trò quyết định vì là hai đồng minh lớn của Việt Nam. Rất tiếc lúc đó hai nước lại đang có bất đồng, mâu thuẫn nghiêm trọng, thậm chí coi nhau như kẻ thù, gây hậu quả nghiêm trọng cho phong trào cộng sản và ảnh hưởng tiêu cực lớn đến kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Vậy khi đó Việt Nam đã ứng xử như thế nào với Liên Xô và Trung Quốc để nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ cả hai bên? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, đúng vào lúc chúng ta triển khai cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam giữa Liên Xô, Trung Quốc đã diễn ra cuộc đấu tranh giành giật ảnh hưởng và tập hợp lực lượng mà Việt Nam là đối tượng tranh chấp. Trung Quốc dương cao ngọn cờ chống Mỹ và chống chủ nghĩa xét lại để chống Liên Xô, phá hỏa hoãn số Mỹ, nhưng cũng muốn hỏa hoãn với Mỹ, đồng thời ra sức tập hợp lực lượng để giành quyền lãnh đạo cách mạng thế giới. Tháng 4 năm 1960, Trung Quốc xuất bản cuốn sách Chủ nghĩa Lenin muôn năm. Từ tháng 9 năm 1963, lần lượt đăng 9 bài xã luận của Nhân dân Nhật báo phê phán Liên Xô. Trung Quốc đưa 25 điểm vào cương lĩnh cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đề nghị họp hội nghị 11 đảng châu Á làm nòng cốt, tập hợp lực lượng, ủng hộ việc thành lập GANEFO, tức là các lực lượng mới trỗi dậy, mong muốn lập trục Bắc Kinh, Bình Nhưỡng, Hà Nội, Phnom Penh, Jakarta, thúc đẩy hội nghị cấp cao Á Phi ở Algeria để cô lập Liên Xô. Về Liên Xô, do mâu thuẫn ngày càng tăng, tháng 6 năm 1959, Liên Xô hủy bỏ thỏa thuận cung cấp mẫu bom nguyên tử cho Trung Quốc đã thỏa thuận trước đó. Năm 1960, Liên Xô rút chuyên gia, cắt viện trợ, phê phán Trung Quốc trong vụ tranh chấp biên giới Trung Ấn năm 1962. Liên Xô ký với Mỹ hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân từng phần, mà một trong mục đích là hạn chế Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân năm 1963. Từ năm 1964, Liên Xô còn vận động triệu tập hội nghị các đảng Cộng sản và công nhân để khai trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến năm 1969, hội nghị như vậy đã được Liên Xô tổ chức và có 75 đảng tham dự. Mâu thuẫn Xô-Trung gây hậu quả nghiêm trọng cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và ảnh hưởng tiêu cực lớn đến cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Bởi vậy lúc này buộc chính phủ Việt Nam phải có con đường ngoại giao đúng đắn để có được sự ủng hộ giúp đỡ của cả hai bên trong kháng chiến chống Mỹ. Thứ nhất là với Liên Xô. Với chiến lược của mình, Liên Xô muốn Việt Nam đi vào giải pháp sớm, muốn làm trung gian đàm phán giữa chúng ta và Mỹ. Mặc dù Liên Xô tác động, thúc đẩy, song chúng ta kiên trì thuyết phục Liên Xô, kiên định thúc đẩy đấu tranh trên 3 mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao mà không đi vào giải pháp sớm như Liên Xô mong muốn. Quan điểm của Việt Nam đúng và thực tiễn dần dần đã thuyết phục được các bạn Liên Xô. Mặt khác, chúng ta kiên quyết không để Liên Xô làm trung gian đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Chúng ta có bài học hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương. Chỉ có đàm phán trực tiếp với đối thủ, chúng ta mới phát huy được thế thắng của chiến trường và tránh được những tác động tiêu cực của các đối tượng khác vào đàm phán. Trong vấn đề này, sau này Liên Xô cũng thấy là Việt Nam có lý, Việt Nam đúng. Liên Xô rất muốn tác động vào cách điều hành chiến tranh của chúng ta. Để Liên Xô không có điều kiện tác động vào cách điều hành chiến tranh của mình, nên Việt Nam không nhận sĩ quan Liên Xô lái máy bay, điều khiển tên lửa mà Liên Xô trang bị cho chúng ta. Không nhận hệ thống cố vấn phòng không các cấp, không nhận cố vấn bên cạnh mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng không nhận quân tình nguyện Liên Xô. Chúng ta có đủ nhân lực, trí tuệ để sử dụng các khí tài. Mặt khác, chúng ta cũng lo ngại nếu để các chiến sĩ Liên Xô trực tiếp tham gia chiến đấu dễ xảy ra thương vong. Điều đó là không cần thiết. Liên Xô đề xuất hàng loạt sáng kiến rất hay, như thống nhất hành động giúp Việt Nam. Đề xuất này rất có lợi cho cuộc kháng chiến của chúng ta. Nhằm tránh gây hấn với Trung Quốc, chúng ta không tham gia vận động thống nhất hành động. Đồng thời, Liên Xô cũng đề nghị lập cầu hàng không qua không phận Trung Quốc, lập căn cứ của Liên Xô ở Hoa Nam Trung Quốc để giúp Việt Nam. Mặc dù các sáng kiến trên là rất tốt cho Việt Nam, song chúng ta buộc từ chối vì Trung Quốc không tán thành. Mặt khác, chúng ta cũng không tham gia hội nghị 75 Đảng Cộng sản và Công nhân Thế giới do Liên Xô tổ chức để cô lập Trung Quốc. Thứ hai là với Trung Quốc. Trong ứng xử với Trung Quốc, vấn đề phức tạp hơn nhiều do Trung Quốc là láng giềng liền kề biên giới với Việt Nam. Đồng thời Trung Quốc nắm vấn đề vận chuyển đường bộ hàng viện trợ của Liên Xô, Đông Âu cho chúng ta. Một phức tạp, khó khăn lớn khác là Trung Quốc đang tiến hành cách mạng văn hóa, mà thực chất là đấu tranh quyền lực nội bộ giữa các phe phái. Chính vì vậy, ứng xử của chúng ta đối với Trung Quốc phải rất thận trọng, tế nhị. Chúng ta đã ứng xử như sau. Đối với nhiều đề nghị của Liên Xô có lợi cho ta, như vấn đề thống nhất hoạt động ủng hộ Việt Nam, lập cầu hàng không, lập căn cứ không quân Liên Xô ở Hoa Nam Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không tán thành thì chúng ta cũng không ép Trung Quốc. Qua việc làm đó để Trung Quốc thấy rằng Việt Nam không theo Liên Xô, Việt Nam cân bằng quan hệ với cả Liên Xô, Trung Quốc, ngay cả khi các đề xuất của Liên Xô là có lợi cho cuộc chiến đấu của Việt Nam. Lập trường đoàn kết với cả hai nước là kiên định và nhất quán. Nhiều lần lãnh đạo Việt Nam thăm Liên Xô, Trung Quốc dù đứng trên đất Trung Quốc, chúng ta cũng công khai cảm ơn Liên Xô và ngược lại, có mặt trên đất Liên Xô cũng nói lời cảm ơn Trung Quốc. Mặt khác, chúng ta cũng rất kiên quyết từ chối việc Trung Quốc muốn giúp ta đưa bộ đội làm đường vào Nam, đưa cán bộ Trung Quốc vào miền Nam nghiên cứu. Những việc đó chúng ta có thể tự làm lấy, cũng như là không nhận quân tình nguyện Liên Xô, cố vấn Liên Xô. Song để đáp ứng nhiệt tình của Trung Quốc, chúng ta đã chấp nhận bộ đội phòng không của Trung Quốc giúp ta ở miền Bắc và làm đường ở miền Bắc. Giữa Việt Nam và Trung Quốc có khác nhau về quan điểm một số vấn đề. Chúng ta kiên trì tìm cách thuyết phục, tìm thời cơ thuyết phục lãnh đạo Trung Quốc. Ví dụ như là vấn đề đánh đàm. Lúc đó thì Trung Quốc kiên quyết phản đối chúng ta vừa đánh vừa đàm, khuyên ta trường kỳ mai phục. Ngày 13 tháng 3 năm 1960, Phó Thủ tướng Trần Nghị gợi ý, phương châm hiện nay là củng cố bản thân, đợi khi chín muồi mới giải quyết vấn đề thống nhất. Còn Thủ tướng Chu Ân Lai lại khuyên chúng ta không nên làm cho địch tuyệt vọng quá sớm rồi có thể hốt hoảng đánh ra Bắc. Cần chú ý xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất, làm tốt nông nghiệp. Ngày 7 tháng 10 năm 1962 và không nên ồ ạt phái nhiều quân chi viện vào miền Nam. Ngày 31 tháng 7 năm 1963. Còn Chủ tịch Mao Trạch Đông thì nhắc nhở các đồng chí đừng ghẹo nó. Y nói là vụ tàu Ma Đốc tháng 8 năm 1964. Không trêu nó không làm gì đâu. Việc đưa vào miền Nam 1-2 trung đoàn nữa cần phải cân nhắc. Tháng 10 năm 1964. Đến tận tháng 10 năm 1968, Trung Quốc còn phản đối ta vừa đánh vừa đàm và quan hệ giữa hai nước có không ít khó khăn. Ngày 17 tháng 10 năm 1968, Bộ trưởng Ngoại giao Trần Nghị gặp đại diện Việt Nam, thông báo tuyên bố của những người lãnh đạo Trung Quốc về cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Lần này nếu các đồng chí chấp nhận bốn bên đàm phán, tức là giúp cho Johnson và Humphrey đạt được thắng lợi trong bầu cử, để cho nhân dân miền Nam Việt Nam vẫn ở dưới sự đô hộ của đế quốc Mỹ và Bù Nhìn, không được giải phóng, làm cho nhân dân miền Nam Việt Nam còn có khả năng bị tổn thất lớn hơn. Như vậy thì giữa hai đảng và hai nước chúng ta còn cần nói chuyện gì nữa? Lúc đầu chúng ta chưa thật sự hiểu tại sao Trung Quốc có thái độ như vậy. Để giải tỏa, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã khôn khéo cử đoàn Trung ương Cục miền Nam sang thăm Trung Quốc, báo cáo với Mao Chủ tịch về cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi cùng đoàn. Ngày 17 tháng 11 năm 1968, khi tiếp đoàn, Mao Chủ tịch tuyên bố ủng hộ chủ trương đánh đàm của Việt Nam. Như vậy đến thời điểm đó Trung Quốc đã thay đổi thái độ, chuyển sang ủng hộ Việt Nam vừa đánh vừa đàm, thậm chí còn khen ta đánh giỏi, đàm cũng giỏi. Nguyên nhân chính là Trung Quốc đã móc nối được với Mỹ, thừa lúc Mỹ khó khăn, ép Mỹ đi vào bình thường hóa quan hệ, khôi phục địa vị tại Liên Hợp Quốc, giải quyết một bước vấn đề Đài Loan, lợi dụng thắng lợi của Việt Nam để mua bán với Mỹ. Một vấn đề lớn trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là về vấn đề chống xét lại. Quan điểm của Trung Quốc là chống xét lại Liên Xô, lôi kéo Việt Nam chống xét lại, chống Liên Xô. Đồng thời thì trong nội bộ Trung Quốc cũng dâm gian tin đồn Việt Nam theo xét lại Liên Xô. Vì lợi ích của chúng ta, Việt Nam không thể đồng tình với quan điểm của Trung Quốc. Chúng ta đã kiên trì thuyết phục Trung Quốc rằng chống Mỹ thắng lợi là cách chống xét lại tốt nhất. Mặt khác, khi có dịp chúng ta đều tế nhị nói cho Trung Quốc biết rằng Việt Nam không theo xét lại, có quan điểm độc lập của mình theo tinh thần chủ nghĩa Mác Lênin. Khoảng tháng 6 năm 1964, Bành Trần, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Việt Nam. Khi tiễn Bành Trần về nước, Bác Hồ đã khéo léo tế nhị ứng khẩu mấy vần thơ. Dịch nghĩa, bạn bè ở Bắc Kinh nếu có hỏi thăm, xin thưa hộ rằng tôi vẫn giữ tấm lòng trong sáng như băng trong bình ngọc. Hồ Chủ tịch đã sử dụng câu thơ đường nổi tiếng của Vương Xuân Linh thay hai chữ Lạc Dương bằng Bắc Kinh để nói lòng mình. Khó khăn lớn khác đối với chúng ta là Trung Quốc vận động Việt Nam ủng hộ đại cách mạng văn hóa. Trong nội bộ chúng ta cũng có những ý kiến không giống nhau. Biết rõ thực chất của cách mạng văn hóa hơn ai hết, nhưng bác vẫn hỏi, ở đây có ai hiểu Trung Quốc bằng bác không? Hồ Chí Minh nói tiếp, thế mà bây giờ bác cũng chẳng hiểu ra làm sao cả. Đã không hiểu thì không nên phát biểu ý kiến. Không như nhiều đảng anh em, có đảng thì phê phán, Albany ủng hộ. Bác Hồ và đảng ta kiên trì đó là công việc nội bộ của Trung Quốc. Bác giải thích với lãnh đạo Trung Quốc rằng Việt Nam đang bận cách mạng vũ hóa nên không tham gia cách mạng văn hóa được. Đồng thời nhân dịp 74 năm ngày sinh Mao Chủ tịch, bác đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt. Ngày 26 tháng 12 năm 1967, trang nhất Nhân dân Nhật báo đăng bút tích của bác bằng chữ Hán. Kính chúc Mao Chủ tịch vạn thọ vô cương. Vạn thọ vô cương là khẩu hiệu chung của nhân dân Trung Quốc, chúc tụng, tôn kính lãnh tụ của mình trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Động tác của bác đã góp phần giải tỏa một số vướng mắc xung quanh thái độ của Việt Nam đối với cách mạng văn hóa trong nội bộ Trung Quốc. Một số vấn đề khác có thái độ khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc, song đã được Bác Hồ xử lý rất khéo léo, tinh tế, không làm mất lòng Trung Quốc. Trong khi Liên Xô thì cũng vui mừng là chúc mừng ngày sinh nhà lãnh đạo Liên Xô N.Khrushchev. Năm 1964 sắp đến kỷ niệm 70 năm ngày sinh của bí thư thứ nhất, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô N.Khrushchev, Trung Quốc bất ngờ thông báo cho các đảng anh em. Từ trước, thông thường kỷ niệm ngày sinh tròn lãnh tụ, các nước đều có điện mừng. Song từ nay Trung Quốc sẽ không gửi điện chúc mừng, đề nghị các nước anh em cũng làm như vậy. Do mâu thuẫn giữa Liên Xô Trung Quốc nên Trung Quốc không muốn gửi điện chúc mừng Khrushchev. Đến ngày sinh của Khrushchev, bác cho mời đại sứ Liên Xô ở Việt Nam lên phủ chủ tịch, đề nghị đại sứ chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của bác cho đồng chí Khrushchev. Liên Xô rất hài lòng, còn Trung Quốc cũng không phật ý vì báo chí không đưa tin. Kết quả ứng xử của Việt Nam. Nhờ chính sách đối ngoại đúng đắn, trong đó có ứng xử đúng đắn trong quan hệ với hai đồng minh lớn nhất, quan trọng nhất là Liên Xô và Trung Quốc, chúng ta giữ được đoàn kết, hữu nghị và quan hệ đồng minh chiến lược với hai nước và các nước anh em khác. Chúng ta giữ được độc lập tự chủ, hai đồng minh tôn trọng quan điểm của chúng ta. Việt Nam đã tranh thủ được viện trợ to lớn, hiệu quả của hai nước là Liên Xô và Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, ngay cả trong những lúc quan hệ khó khăn, nhiều gay cấn, nhờ chúng ta không ủng hộ cách mạng văn hóa của Trung Quốc, không tán thành việc Liên Xô làm trung gian, vân vân. Song hai đồng minh cũng không thể phản đối chúng ta. Trung Quốc cung cấp cho chúng ta khoảng 52% tổng viện trợ quốc tế. Viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần giữ vững và phát triển cuộc chống Mỹ cứu nước. Tại Đại hội Đảng lần thứ tư năm 1976, đồng chí Lê Duẩn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Liên Xô và Trung Quốc, dành cho nhân dân ta sự ủng hộ và giúp đỡ toàn diện, to lớn và quý báu. Anh em thân mến, với chính sách đối ngoại đúng đắn, với nghệ thuật ngoại giao tài tình khôn khéo, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết được với cả Liên Xô và Trung Quốc, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ to lớn, hiệu quả về tinh thần cũng như vật chất của cả hai đồng minh cho cuộc kháng chiến. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.